10 lời dạy của Trang Tử vận vào cuộc sống đến cả nghìn năm sau vẫn còn nguyên giá trị. Các bạn cùng xem nhé! Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Kẻ hay ca tụng người khác trước mặt thì cũng thường nói xấu sau lưng người ta. Người biết đủ sẽ không bán mạng vì lợi lộc, có mất mát cũng không thấy ân hận. Nước không đủ thì không đẩy được chiếc thuyền lớn, gió không đủ thì không giang nổi đôi cánh to. Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau. Đôi khi lời nói sẽ bộc lộ sự hiểu biết và trí tuệ của con người, nhưng có những lúc trầm mặc lại thể hiện được sự uyên thâm, chín chắn của họ. Người hay chần chừ, do dự, làm việc không quyết đoán thường sẽ bỏ lỡ những cơ hội quan trọng. Chỉ có dùng tình cảm chân thật mới có thể khiến người ta cảm động. Con người sống giữa đất trời cũng giống như con ngựa chạy qua vạch ngăn cách mỏng manh, chớp mắt một cái đã xong rồi.